Dù lực trần lai anh, lực trần trong anh chưa lộ diện đâu. Lực trần trong anh về một thời gian nào đó. Nè, mình nói cho mọi người đừng nói với ai nha. Chào anh hơi mệt, tại biết sao không? Anh bị nhiệt mồm, anh không muốn nói chuyện được nhiều. Anh đọc comment của em không, em giải thích cho anh nghe. Em cứ comment đi, anh đọc được là anh sẽ trả lời em. Review áo đôi đi anh, áo đôi thì có gì đâu mà review. Em không nói dối ai đâu, em không nói dối ai đâu. Thì đó, đó hai tụi nó lặng vậy đó. Mọi người hiểu không? Đó, lặng vậy đó. Lực Trần với Trâm Anh đi du lịch chung mà. Thì đó, kệ đi mọi người, kệ đi. Đừng, đừng, mọi người đừng nói với ai nhá. Đừng, đừng, đừng nói với ai. Không có, không có, mọi người lại bảo là tôi lia thông tin ra. Sợ lắm. Tí quay nhậu đi anh, cho em coi với quay nhậu supply đấy. Tí đèn vào. Cảm ơn em.